Hello, phòng 61 xin chào bà con cô chú nha. Dạ. Thì hôm nay chủ nhật. Dạ. Và wow, bị rung đó còn chủ đó ha. Dạ thì hôm nay chủ nhật. Phòng 61 cũng có vô một của phòng 5 ha, cũng như nghệ sĩ Tú Vũ Linh để ghi hình gửi lên cho bà con cô chú anh chị mình xem nha. Dạ. Hơi rung không còn ha. Dạ, phòng 61 đang chỉnh máy á. Hơi rung. À dạ. Bây giờ trong kính mình thì hiện giờ là có tem màu tím nha mọi người ha, rất là đông. À, còn cái người bằng áo vàng vàng này thì giá 10 all tại 66 ha con cô chú ha. Dạ. Thì so với cái góc nhìn này rất là rộng không con cô chú ha. À, rất là rộng nhìn toàn cảnh luôn ha. Dạ. À, thì bây giờ chị còn trước kính mình thì tem áo tím giữa tại 66 ha. À, nói chung là ekip ha, còn cô chú anh chị mình đây mới vừa đã ra khi phòng 61 dự kiến bấm máy thì mấy cô chú mình đã đi ha, đi đi hết hơn hoa đi về gì đó mà còn cô chú ha. Dạ. Hôm nay chủ nhật thì thôi quay full luôn nha con ha, quay hết mấy này tới mấy kia làm ly làm lè, chủ nhật rất là có khách ha. Bây giờ anh em YouTube thì được mừng con cái là được buổi chủ nhật ha con cô chú, tuyệt vời. Buổi chủ nhật họ phải nói ha con cô chú ha, khá ư là đông khán giả để cho anh em YouTube ghi hình ha. Dạ. À, thấy Ngọc mình đang đúc nhang cho khách ha bà con cô chú mình ha. Dạ. Đông khán giả mà đặc biệt là có nghệ sĩ và có và nghệ sĩ để coi cái gì Linh Cảnh ha, và Linh Cảnh Như Ngọc và Xuân Trang ha, con cô chú nữa đến để họp ở Hoa Viên này ha, họp ở Hoa Viên này làm gì đó không biết, trước họp và sau giao lưu ca nhạc ha. Rồi trong thời gian chưa có họp mặt, đó là họp mặt chưa có họp, chưa có ca nhạc thì cô chú ca sĩ hồi nãy có đến một chú với mấy chị ha, chị có một Linh Linh Cảnh là lớn hai cái bọn chú, còn mấy người kia thì cái bọn chị được ha, thì đến hấp hương trước, nhất là phòng 61 thấy là hấp hương cho cô Hành Kim Huệ trước nhau con ha, và sau này mới lại hấp hương hoa cho cậu Năm, rồi xong từ chỗ cậu Năm này sẽ đi qua mộ của chú Hành
chú Giang Châu ha. Và khi mà ngừng lại chú một chú Giang Châu thì có chú Linh Linh Cảnh có đứng ca cái bài ca đi vào lòng người của chú Giang Châu ha, ha. Và cô Sừng Trang cũng có ca bài ca cũng nói về Ngao Sầu Hến ha. Và thì rất là hay ha bà con ha. Dạ. Wow, bây giờ là đây đây. Ông sao mốt qua ghi hình bên ngoài cho con ha. Dạ, đấy. Đó, wow. Đó. Wow. Có cái cô mặc cái áo màu hồng quá tuyệt vời ha, không biết là ca sĩ diễn viên gì đây. Dạ. Còn đây là Ngọc Nhi mình ha, Ngọc Nhi mình đang cúng cho chú Tư Còn hả bà con mình ha. Dạ. Dạ, phu nhân của chú Tư Còn. Ngọc Nhi hình như là mình cúng chay không ha Ngọc Nhi mình ha. Nhi rất là tốt ha, cũng cho chú Tư Còn và phu nhân chú Tư Còn là được chạy ha. Dạ. Còn thì đây chú Công Kích mình có một cái chị mặc áo. Dạ hello, chào chị nha. Dạ hello. Sáng giờ thấy chị hình như qua bên đó ngồi á. Dạ. Sao có thắp hương nha cho con Lâm Vũ Linh chưa? Dạ có, em đi hết vòng. Ôi dạ, chắc lúc nãy mình là lu bu quá ha, thông cảm ha, chưa có dạ. Được ghi hình cái chị này ha. Mình đến từ đâu chị? Dạ em ở Trà Vinh nhưng mà em đến từ Bình Dương. Em ở Bình Dương qua đây. Ở Bình Dương chỗ nào? Ở Tân Nguyên. Tân Nguyên Bình Dương ha. Giờ dạ, mình lên đường về hả chị ha? Dạ, mình đi đoàn mình đi mấy người? 4 người ha. Dạ 4 5 người ha. Dạ. Rồi bye bye ha chị ha. Dạ. Rồi. Chị xinh gái quá ha, bà con cô chú mình ha. Rồi, rồi bye bye. Dạ. Nổi lắm ha, mặc cái đồ này rất là nổi mà con cô chú mình ha. Dạ. Một phật rất là đẹp ha. Đây, hello ha, đây đây. Hello hello, chào cái nha. Quá ngầu. Dạ. Rồi đến đây đến đây thì phòng 61 xin chúc cho bà con cô chú mình ha. Đến đây phòng 61 xin kết thúc clip ha con ha. Dạ. Thì cuối clip thì phòng 61 xin chúc cho bà con cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hiếm đó. Thành công trong mọi công việc ha con ha. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh Phong 61. Phong 61 chân thành cảm ơn cô chú mình nha. Dạ. Thì hôm nay chủ nhật mà rất là đông khách. Bây giờ Phong 61 xin kết thúc clip ha. Bye bye, xin chào cô chú mình. Bye bye.